Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu có được hưởng cùng lúc hai chế độ thương binh và bệnh binh hay không. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì căn cứ quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 thì người có công với cách mạng thuộc nhiều đối tượng thì được hưởng trợ cấp phụ cấp của nhiều đối tượng. Do đó, một người vừa là thương binh, vừa là bệnh binh thì được hưởng hai chế độ thương binh và bệnh binh. Cá nhân thuộc trường hợp này làm đơn đề nghị hưởng thêm một chế độ trợ cấp với thương binh đồng thời là bệnh binh gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đang thường trú để được giải quyết theo thẩm quyền. Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hợp lệ Sở Lao động Thương binh và Xã hội đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi đối với cá nhân là thương binh đồng thời là bệnh binh. Trợ cấp phụ cấp đối với thương binh được xác định theo biên bản giám định thương tật cuối cùng. Trường hợp hồ sơ thương binh được công nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước, không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật, hoặc thất lạc thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ gửi văn bản đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng trong quân đội, hoặc thủ trưởng, Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an Nhân dân. Các bạn trích lục hồ sơ thương binh làm căn cứ để giải quyết chế độ. Theo pháp luật hiện hành, thì thương binh là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh, cấp giấy chứng nhận thương binh và huy hiệu thương binh khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia. Thứ hai là làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng. Thứ ba là trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận, có tổ chức với địch. Thứ tư là bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên viết đấu tranh mà để lại thương tích thực thể. Thứ năm là làm nghĩa vụ quốc tế. Thứ sáu là dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng an ninh. Thứ tám là trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm. Thứ chín là do tai nạn khi trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do chính phủ quy định. Thứ 10 là trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. 11. Là đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân, hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Còn bệnh binh là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nhân dân, vài sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân, bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh binh khi thôi phục vụ trong quân đội nhân dân, công an nhân dân. Như vậy là mình vừa trả lời xong câu hỏi có được hưởng cùng lúc hai chế độ thương binh và bệnh binh hay không. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hay những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé.